Trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5 năm 2020, Chi bộ trường Trung học phổ thông Tân Lạc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện đã đến dự. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ trường Trung học phổ thông Tân Lạc tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa chất lượng giáo dục của nhà trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm luôn đạt trên 50%, bình quân tăng 20% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ học sinh yếu kém giảm xuống dưới 10%, học sinh chuyển lớp hàng năm đạt từ 98% trở lên, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt 95%. Đại đa số học sinh nhà trường có đạo đức tốt, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng đảng luôn được chi bộ quan tâm. Hàng năm, chi bộ kết nạp được 2 đến 3 quần chúng ưu tú vào đảng. Công tác tổ chức cán bộ kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả, chất lượng đảng viên ngày một được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả mà tập thể chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị chi bộ cần đặc biệt quan trọng và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng quy hoạch cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ, cán bộ nữ được phát triển và cống hiến. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ban chi ủy khóa mới, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Đình Vũ, hiệu trưởng nhà trường, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.